Hello, chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Khang Hy Phi. Hôm nay tôi đang có mặt tại đây là cái chi cục kiểm lâm, chi cục kiểm lâm số 3 ở Sài Gòn. Thì tôi với một người anh em nó sẽ thực hiện làm một cái video clip, đó là một cái núi đá khổng lồ. Mọi người cùng đón xem nha. Cái núi đá này là chúng tôi làm để với cái tâm huyết là để đời. Đầu là 100 triệu mà nào không biết có hết 100 triệu không nha. Anh em theo dõi nha. Sự phê các bạn, ngày thứ nhất thôi, mới là ngày thứ nhất thôi. Sản phẩm cái non bộ lần đầu tiên Khang được tham gia để làm cái non bộ này nhá. Bây giờ mình sẽ cùng xem đánh giá cái chất lượng và cái hình ảnh và cái gì mà cái non bộ này có nhá. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều điều thú vị, cùng xem nhá. Này, phía sau tôi này, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ đánh giá từ bên này sang bên kia. Đầu tiên là mình phải nói về chất liệu đá. Đá ở đây thì mình chọn là cái loại đá mềm, đá xốp. Giá thành thì rất là ok. Nó nằm ở khoảng độ 4.000 một ký cái loại đá này nhá. Chất liệu đá là ok. Sau đó mình sẽ nói về cái vấn đề hình dáng của núi. Đây, hình dáng của núi. Rồi, các bạn thấy không? Thấy ok không? Núi thì được tạo ra theo kiểu là một hòn to, hai hòn nhỏ. Đó, hòn nhỏ bên này, hòn nhỏ bên kia. Rồi tiếp tục mình sẽ đi đánh giá tiếp về cái phần mà cây thì được trang trí bằng những cây si nhật nhá. Còn mình có phụ đạo và minh họa thêm cái cỏ nha. Cỏ này là cỏ xịn, cỏ thật nhá các bác nhá. Cỏ này gọi là cỏ nhung để tăng cái độ xanh cũng như tăng cái độ sinh động cho núi đá. Tiếp tục bên này thì mình có, không phải mình mà là bác thợ chính có đưa vào một cái cây xanh. Cây xanh này thì như mình nghĩ là sống nhá, tại vì nó đã có chồi ở trên này, nó đã có chồi nhỏ rồi. Ok,
tiếp tục mình sẽ đi một vòng xem có cái gì thú vị không. Ở đây sẽ có hệ thống phun nước là trên đó. Đó, từ trong cái hốc đó nước sẽ được tràn này này này. Và hiện tại thì đang mất điện nên không có thể mở cho tất cả các bác xem và chiêm ngưỡng được, chỉ có thể là chơi khô keo thôi. Ai mình đứng đây mình có thể nhìn thấy ông lão câu cá, chùa và cái cầu bắc qua sông. Hai bên sông thì có đường đi nha các bác, hệ thống đường đi rất là ok, hệ thống đường đi. Đi chui qua hang phải không. Tiếp tục đây, tiểu phu gánh củi. Hello, hello ông bác, hello. Ông đi đâu đây? Tiểu phu gánh củi này thì đi ra ngoài sông. Đấy. Đây này, sông nước đây. Vậy là chỉ có đi theo con đường chết thôi chứ không sống. Đúng là phải đi quẹo vào đây này, quẹo bên này, bên trong đây này. Mà lại đi quẹo ra đây thì chết chắc rồi. Tiếp tục. Phía sau này thì cái máy bơm không được che các bác nhé. Máy bơm này thì để nổ ra như thế này thì rất là xấu. tiếp tục lên trên. Ở phần trên đỉnh thì có một chú đại bàng. Và đại bàng này thiết kế hơi to các bác nhá, quá to nên ảnh hưởng đến phần núi. Núi nhìn nhỏ mà đại bàng lại to nữa, giống mấy con khủng long. Cây thì đi vào trong núi rất là ok. Tiếp tục đây là một cái cây xi nữa các bạn. Núi này thì đa số người ta chơi, bên tôi chơi bằng xi không nhá. Xi để tạo cho cái độ bám rễ vào trong cái núi này cho nó tốt, thứ nhất. Vậy thứ hai là sức sống rất là khỏe và không có phải tưới. Còn cái phần này tôi mới nhìn kỹ mới phát hiện là có nhìn thấy gì không? Đó là một ông lão đang nhìn ngước lên cái nhà của mình. Ông này ông chống gậy thì tôi nghĩ ông phải cỡ 80 tuổi rồi. Mình thiết kế của nhà trên kia, ông ở dưới đây. Ông đứng ngước lên ông bảo là nhà ở trên kia cao quá, làm sao về? Nhà thiết kế này là hơi bị chơi khăm ông già. Trèo lên đó và lên tới nhà của ông. Căng các bác ạ. Khả năng lên được nhà rất là phê. Và nên sau này thiết kế một cái cầu thang, một cái cầu thang máy ở dưới chân nhà, hoặc là cầu thang gỗ. Cầu thang gỗ các bác. Ok, cầu thang gỗ hoặc cầu thang máy. Tiếp tục. Ở đây thì tạo hầm hố cho cá thì cũng hơi ít. Nếu mà tạo thêm một số hầm hố nữa thì rất ok. Đây có trồng một cây hoa giấy.